Vâng, Trung tâm Âm thanh Đức Hạnh xin được kính chào toàn thể các chú, các bác, các anh chị em đam mê âm nhạc và ca hát. Vâng, rất vui mừng được quay trở lại với toàn thể các bác trong clip mới của ngày hôm nay. Và hôm nay Âm thanh Đức Hạnh xin được test gửi hai thiết bị. Đó là một chiếc âm ly Jaguar 506N. Vâng, với dòng âm ly này thì nó là một dòng âm ly cao cấp và được ưa chuộng nhất trên thị trường. Và với những chiếc âm ly này thì luôn luôn mang tính chất thời đại và chúng ta có thể nghe nhạc và hát karaoke cực hay. Và sản phẩm thứ hai đó là một chiếc lọc đến từ Nhật Bản, đó là chiếc lọc Technic với model 8065. Với chiếc lọc này thì nó được sử dụng đến 62 cần tinh chỉnh cho tất cả các giải tân, và các bác có thể lựa chọn thoải mái từng theo chất nhạc, và các bác có thể chỉnh tự do trên một bản nhạc nào mà chúng ta mong muốn, có thể phù hợp với rất nhiều những bộ phối ghép đó. Các bác có thể phối ghép cùng những cục đẩy hoặc những chiếc âm ly như trước mắt quý vị và các bạn. Và để test cho bài ngày hôm nay, mục đích đó là chính đó là test những chiếc âm ly 506N. Và đây là một sản phẩm trung tâm mới được truyền tải về với số lượng cũng tương đối để phục vụ anh em. Và hai sản phẩm này thì hôm nay trung tâm xin được test gửi một vị khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin được test gửi bác Trương Minh Tuấn với số điện thoại 0909805XXX. Vâng, với địa chỉ là 114 Lê Văn Thọ, phường 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Và hai sản phẩm này sẽ được chuyển đến cho bác trong những chuyến xe gần nhất và nhanh nhất. Và hy vọng bác cũng sẽ rất hài lòng với cái sản phẩm bên âm thanh Đức Hạnh cung cấp cho bác và cũng như anh em trên mọi miền Tổ quốc. Và những chiếc âm ly này thì hiện tại bên trung tâm thì còn khoảng 20 chiếc. Mà bác nào đang có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay và sớm nhất cho trung tâm để được sở hữu một cách sớm nhất những sản phẩm này. Và tất cả các sản phẩm thì các bác có thể thấy độ đẹp, thì đây là những chiếc âm ly được sản xuất những năm cuối năm đầu năm 2000. Và nó là sản xuất những đầu năm 2000 thì các bác có thể thấy là nó vẫn giữ được cái độ đẹp. Các bác có thể thấy là những chiếc âm ly là đẹp xuất sắc. Vâng, để trả bài cho các bác trong cả clip này thì hôm nay em cũng xin test gửi các bác với một ca khúc với giọng ca Cây Nhà Lá Vườn, để các bác cùng thấy một chiếc âm ly này nó hoạt động cực tốt trên các bộ sản phẩm của các bác. Và đây em đang kết nối với những cặp loa Bose 301 CD3, và với những chiếc âm ly 506 này thì các bác có thể phối ghép được những chiếc những dòng loa như dòng loa Bose và những dòng loa Nhật và những dòng loa BMB, rất nhiều các sự phối ghép các bác có thể phối ghép rất là dễ dàng. Xin mời các bác cùng thả âm nhé. Đi. Cho chơi thùa bên anh ngựa theo mò câu, chờ em khắp ngõ vườn. Cô bé mi miều cười run run bờ van, tay ôm chặt vai mô. Chiếc tàu mò nhỏ bé anh ra người phụ xe. Hỏi đi đâu bé, em trả lời nhà em bờ cuối thôn. Mò câu anh lại theo làm vui cô bé nghèo. Cho chơi này ơi, theo năm tháng buông xuôi, giờ em quên mất rồi. Mưa đổ liên hồi vì đậm xưa mồ côi, anh lưu luyến đầy vơi. Chiếc tàu mò mòn mỏi này chẳng còn ra chơi, giờ đây em lấy chồng may áo hồng bỏ cuộc chơi ngắm trông. Mò câu anh một bông
làm sao mà biết trời tan thì đêm mưa. Em ơi chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ chiến đi. Khi em vu quy làm sao em chợt nghĩ chuyện bỏ câu đáp. Hỏi ai còn nhớ tên nghèo mô thâu chờ dòng cô cách nghèo. Này đã hết rồi, tuổi thơ tôi tìm đâu nghe nàng ta bề dâu. Kỷ niệm xưa hờn dỗi anh lối còn chờ mong xây tiếng cười vui với người bỏ mặc bằng phu lẻ loi ôm bò câu cằn côi tình bay xa cuối trời. Tiếng bình rất là nhẹ nhàng và chúng ta cứ thở nhẹ thế là đã đem tiếng bình tôi rất là bay rồi. Về phần thể chô thì các bác có thể tùy chỉ chế chô có nhiều hay ít theo mỗi giọng mỗi người khác nhau. Chiếc âm ly nó hoạt động rất là tốt. Về độ đẹp thì là hoàn hảo. Và tất cả sản phẩm này thì bên trung tâm là bảo hành cho anh em về cả độ zin và đẹp. Và các bác nào đang có nhu cầu thì hãy alo cho trung tâm theo hai số máy rất là quen thuộc đã cung cấp cho các bác rồi.
Và một lần nữa xin được kính chào và hẹn gặp lại tất cả các chú, các bác, các anh chị em trong các clip sau. Và xin cảm ơn anh Trương Minh Tuấn đến từ Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Và hy vọng anh sẽ nhận bộ sản phẩm này và sẽ rất hài lòng với độ đẹp và kể về chất âm của những chiếc âm ly và những chiếc lọc xì. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.